Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chi tiết nội ngoại thất chiếc xe Toyota Vios bản 1.5G màu đỏ. Và đồng thời sẽ cập nhật tới anh chị cái giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm tháng 4 năm 2024 này. Và ngoài phiên bản 1.5G này thì bên em còn có hai phiên bản nữa, là phiên bản 1.5E MT có giá niêm yết là 458 triệu. Hiện tại thì đang giảm cho anh chị là 21 triệu tiền mặt, tặng kèm cho anh chị gói phụ kiện. Thì có giá lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 488 triệu. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền là 138 triệu. Với bản thứ hai phiên bản 1.5E CVT thì có giá niêm yết là 488 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 12 triệu tiền mặt. Tính ra số tiền lăn bánh nó sẽ rơi khoảng 530. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 1.5G ở đây thì có giá niêm yết là 545. Hiện tại thì đang giảm 24 triệu tiền mặt. Tính ra lăn bánh nó lại rơi vào khoảng là 585 triệu. Một chiếc mức giá nó còn rẻ hơn cả ngày xưa giảm thuế cơ. Nó cũng hợp lý rồi, bởi vì là bây giờ đang được nhà máy giảm trực tiếp giá niêm yết và được đại lý hỗ trợ thêm tiền mặt. Thì vừa rồi thì em đã đi một vòng xung quanh xe và cập nhật cho anh chị về cái giá bán của thời điểm hiện tại tháng 4 2024. Và tiếp theo em lại giới thiệu cho anh chị về chi tiết ngoại thất chiếc xe Toyota Vios phiên bản 1.5G có ngoại thất là màu đen. Thì đầu tiên ở phần đầu xe anh chị thấy một cái thiết kế mới, một vài cái cập nhật anh chị sẽ điểm qua. Đầu tiên là về cụm đèn. Cụm đèn thì sẽ được trang bị là cụm đèn dạng bi LED, bi pha và cốt đều được tích hợp chung vào một cái bóng như thế này. Và logo thì sẽ dạng 3D, có radar ở bên trong phụ trách cái cụm chức năng là cảnh báo lệch làn và cảnh báo tiền va chạm. Phía dưới bên này thì sẽ có là một cái cảm biến và một cái đèn sương mù dạng LED, một hốc gió giả, và bên này thì là hốc gió dạng tổ ong, cũng khá là đẹp. Ở phần thân xe thì anh chị sẽ có la răng dạng khoay xước, có kích thước là 14 inch. Còn phần gương thì chúng ta sẽ có là gương gập điện chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Phần tay nắm cửa thì sẽ duy nhất phiên bản G này sẽ được là dạng mạ chrome và có nút mở khóa cửa ở đây. Ở phần đuôi xe thì anh chị sẽ có là 4 cảm biến sau kết hợp với cả cái cụm đèn phía sau dạng LED, có xi nhan thì sẽ ra dạng hiện halogen. Chiếc xe này thì có cốp thì khá là rộng. Cốp rất là rộng ở đây chị, sâu, và hàng ghế thứ hai của xe có thể hạ xuống gập để thông với cốp vậy luôn. Nếu mà chở cái đồ gì dài chẳng hạn thì mình có thể hạ ghế thứ hai xuống. Còn phía bên dưới cốp này thì sẽ là lốp dự phòng. Lốp dự phòng cũng giống như là 4 lốp chính luôn, 5 lốp với nhau anh chị ạ. Còn về bộ kích thì sẽ để ở dưới ghế lái. Dưới ghế lái mình sẽ chui xuống hàng ghế thứ hai để mình lấy. Còn về phần nội thất, phần nội thất của xe thì chúng ta sẽ có một nội thất được trang bị theo tông màu chủ đạo là đen, và điểm thêm một chút là màu ghi cũng như là chỉ cam ở đây. Thì các cái nút bấm sẽ có các chức năng như là điều chỉnh cửa kính này, mở cửa khóa cửa, cụp mở gương, điều chỉnh lòng gương. Và phía bên trong ở đây thì sẽ có là cụm tính năng điều chỉnh các tính năng của Toyota Safety Sense như là cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tiền va chạm. Ngoài ra thì có bật tất cả miếng dừng đỗ này, bật tất chống chân trượt và kiểm soát lực kéo. Ở chiếc xe này thì được trang bị cả lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn auto, và trên vô lăng thì được sử dụng là vô lăng bọc da, cũng như là có các cái phím điều chỉnh các cái chức năng là màn hình đa thông tin phía bên trong này, cũng như là nút điều chỉnh bên này là điều chỉnh đa thông tin, còn bên này là điều chỉnh cái màn hình giải trí qua bài, rồi tăng giảm âm lượng nghe gọi, chuyển các chế độ âm thanh. Còn phía bên dưới này, cần này là để điều chỉnh cái giữ ga tự động cho anh chị. Màn hình thì cũng được nâng cấp lên màn hình 9 inch kết hợp với cả hệ thống 6 loa ở trên bản G, còn ở trên bản E sẽ là màn hình nhỏ hơn và có 4 loa. Ngoài ra thì phiên bản cao cấp này, phiên bản G này sẽ được trang bị là 7 túi khí. Còn phía bên dưới sẽ là cụm điều chỉnh điều hòa auto anh chị ạ.
Auto thì mình chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ thôi, thì gió sẽ tự điều chỉnh theo cái nhiệt độ của mình để giữ cái nhiệt độ đó trong xe. Phía bên dưới là cần số, và ở đây sẽ là cái phanh tay. Như chị thấy thì ghế đã được chuyển sang là ghế tông màu đen và có khâu chỉ màu cam ở đây, trông rất là thể thao và ôm người cũng như là êm, với cả có cả lỗ thông khí, ngồi sướng hơn phiên bản trước khá là nhiều. Phiên bản trước cũng là ghế thông khí thôi, nhưng mà cái thiết kế của ghế nó không được ôm như là phiên bản hiện tại. Phiên bản hiện tại thì ngồi lái sẽ sướng hơn ngày xưa nhiều. Ghế thì được vẫn là giữ theo cái thiết kế ngày xưa là 6 đều chỉnh cơ 6 hướng. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho xe là sẽ rơi vào khoảng 5,87 lít đường hỗn hợp. Và đây là một chiếc xe cũng khá tiết kiệm bởi vì sử dụng cái hộp số là CVT. Còn ở phía hàng ghế thứ hai thì được cập nhật thêm hai cái cổng sạc USB Type-C ở hàng ghế thứ hai. Ở đây. Hàng ghế thứ hai của xe thì rất là rộng rãi rồi anh chị ạ. Vậy ước thì trước giờ rất là rộng rãi. Vâng, và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giới thiệu cái nội ngoại thất chi tiết chiếc xe Toyota Vios, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề về xe Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.